Chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng do Nhất Anh phụ trách. Kính chào quý khán giả của Người Việt TV. Như quý vị khán giả đã được biết thì chương trình Thế giới trong tầm tay đã được phát sóng rất nhiều lần trên Người Việt TV. Tuy nhiên do anh Trần Nguyên Thắng mượn việc riêng nên chương trình đã tạm thời gián đoạn, nhưng hôm nay đã trở lại với nhiều nội dung và đề tài hấp dẫn và phong phú hơn. Nhất Anh kính chào anh Trần Nguyên Thắng. Thưa anh, thì trước khi mà mình quay chương trình này thì anh Thắng có bật mí với Nhất Anh là hôm nay mình sẽ nói về Utah. Thì nhanh không biết là ở Utah có nhiều địa điểm nào, có địa điểm nào nổi bật nhất để mình có thể đi du ngoạn hả anh? Đầu tiên là phải nói như thế này, tại sao mình chọn Utah để nói về cái chương trình du lịch. Đối với cá nhân tôi đó thì Utah là một trong những tiểu bang mà có nhiều thắng cảnh, rất xứng đáng để cho du khách khắp nơi trên thế giới đến thăm. Đặc biệt là những cái National Park. Đó là như là chúng ta biết là chúng ta đi Las Vegas rất là nhiều. Tuy nhiên từ Las Vegas chúng ta có thể đi lên trên phía Utah, tức là miền nam của Utah đó. Utah là một cái tiểu bang thứ 45 của Hoa Kỳ. Và cái tiểu bang này đặc biệt đó, nó nổi tiếng là nhờ nó có rất là nhiều National Park. Và trong đó phải nói đến cái điểm mà rất là đáng để đi du lịch. Nhưng mà đồng thời cái đáng nhất của nó đó, thì chúng ta biết là cái gì nhất nó cũng sẽ có những cái cực của chúng nó. Có nghĩa là chúng ta đến thăm một cái công viên quốc gia gọi là Arch National Park. Và đối với cá nhân tôi thì Arch National Park là một trong những cái công viên rất là xứng đáng để cho chúng ta đến thăm. Nhất là cái cổng máy vòm Arch, đó là một trong những cái kỳ quan thiên nhiên mà có lẽ Thượng Đế hoặc là tạo hóa hoặc là thiên nhiên đã design, đã thiết kế ra một cái máy vòm rất là lạ ngay cái giữa cái sa mạc, ngay trên cái một cái đồi núi mà hoang vu, và đồng thời rất là khó khăn để chúng ta có thể đến được cái National Park đó, đến được cái cổng máy vòm đó. Thì nếu Nhất Anh có dịp mà đến được cái cổng máy vòm Arch, thì chúng ta mới thấy được cái kỳ công của tạo hóa, cái kỳ công của Thượng Đế đã dành cho cái nước Mỹ này, nó quá đẹp. Và không biết diễn tả bằng cái ngôn ngữ như thế nào, nhưng mà quý vị thính giả có thể nhìn qua cái hình ảnh của máy vòm Arch Monuments, và chúng ta thấy một cái máy vòm mà được thiên nhiên mà giũa đẽo, nó trở thành một cái giống như cái hình máy vòm rất là rõ ràng. Và nó nằm ở giữa một cái đỉnh đồi, và trên cái đỉnh đồi đó chúng ta có thể nhìn xuống chân của nó là cả một cái thung lũng bát ngát, và đồng thời là một cái những cái tảng đá chồng chéo xếp đặt lên nhau, và chúng ta thấy đó là một cái thiết kế mà không phải chỗ nào cũng có được, phải nói như vậy. Và dĩ nhiên cái Arch Monuments là một trong những cái địa điểm để chúng ta có thể nhìn và chúng ta cảm nhận được những cái đẹp của nó. Nhưng mà như thế này, khi mà chúng ta đi đến Arch Monument Park đó, chúng ta phải đi qua rất là nhiều giai đoạn, là chúng ta phải đi xe đến tận nơi, đến cái Arch National Park. Và từ đó chúng ta tìm cái chỗ đậu xe, và từ cái chỗ đậu xe đó thì chúng ta lại phải đi bộ vào trong cái Arch Monument, có nghĩa là chúng ta phải đi vào cũng đến khoảng 2 cây số nữa, 2 cây số vô, 2 cây số ra, tức là khoảng 4 đến 5 cây số tất cả. Và tới đó rồi đó thì chúng ta mới được thưởng thức cái đẹp của nó. Nhưng mà phải nói thêm đó là khoảng hơn 2 cây số để đi bộ vô đó cũng không phải là con đường đi dễ. Chúng ta phải đi lên dốc, và chúng ta phải đi qua những cái đoạn đường gồ ghề của đồi núi, và sau đó thì chúng ta mới được chứng kiến cái đẹp của cái Arch Monuments. Tuy nhiên thì Arch Monuments nó không phải chỉ có cái đẹp mà ngay chỗ đó, mà người nào mà không thể đi được hoặc là không có thể đi bộ dài lâu được đó, thì chúng ta lại từ dưới chúng ta có thể tìm một cái chỗ, nó là cái viewpoint, cái chỗ đó đứng, từ đó chúng ta có thể nhìn được cái hình của cái máy vòm của cái monument, và với cá nhân tôi thì nó quá đẹp. Nhưng mà anh Thắng cho nhanh hỏi một chút xíu nha, thì cái Arch National Park đó thì nó nằm ở đâu, ở Utah? Ở Utah thì nó nằm ở phía nam của Utah. Là từ Las Vegas chúng ta có thể đi lên trên đó, và chúng ta đi về phía nam của Utah, tức là chúng ta từ Las Vegas đi chúng ta có thể mất đến khoảng 6 tiếng đồng hồ nữa. 6 tiếng đồng hồ lái xe đó, thành thử đây là một đoạn đường khá dài, mà phần lớn các tour du lịch họ cũng đều không có muốn làm đến đây. Tại vì cái đường đi của nó thứ nhất là xa. Cái thứ hai nữa là khi đến nơi rồi du khách á, nếu mà lớn tuổi và đi đến một đi leo núi thêm khoảng 3 cây số nữa, thì cái đó là cũng một trong những cái trở ngại cho người du khách. Thế tuy nhiên nếu chúng ta không quản ngại cái đường xá,
Thì Archimonuments sẽ là nơi rất là xứng đáng để cho du khách đến. Và tại vì không phải đến Archimonuments chúng ta chỉ có xem cái Archimonuments không, mà chúng ta phải đến xem những cái như landscape monument chẳng hạn, hoặc là những cái như Balland Rocks, hoặc là những cái North Window, South Window. Đó là những cái cổng máy vòm mà có lẽ chỉ có khi nào chúng ta đứng ở đó, chúng ta chứng kiến cái đó và chúng ta mới cảm nhận được những cái đẹp của nó. Và cái mùa hè là một cái mùa không dễ đi, mà nhất là biết không, tại vì cái độ nóng của núi, tại vì khu xung quanh đó là không có rừng, toàn là đá đỏ thôi. Thường là khoảng bao nhiêu độ F? Có thể lên tới khoảng cả 100 độ F vào mùa hè đó. Thành thử tránh đi cái National Park vào mùa hè. Thế tuy nhiên thì bù lại, nó cũng có những nơi khác chúng ta có thể đến thưởng ngoạn được. Chẳng hạn như landscape mà tôi vừa nói, cái North South Window, rồi cái Thực Rest Arch hoặc là Double Arch. Đó là những cái chỗ rất là đẹp mà chúng ta, quý vị khán giả có thể nhìn qua những cái hình ảnh mà chúng tôi gửi qua cái TV màn hình, và quý vị có thể nhìn thấy được những cái nét đẹp của một cái National Park mà tôi cho là đẹp nhất ở nước Mỹ này. Dạ. Thì sau khi mà mình đi khoảng từ 3 cây số đi bộ mà để vô trong cái National Park, thì cái điều đầu tiên, cái thắng cảnh đầu tiên mình sẽ thấy, cái vẻ đẹp đầu tiên đó là gì hả anh? Cái thắng cảnh đầu tiên mà chúng ta có thể thưởng ngoạn mà chúng ta rất là ngạc nhiên, đó là một cái khu mà monument, gọi là monument là những cái đồi núi giống như những cái tượng được đứng ở giữa giữa đồng bằng đó. Thì trong đó nó có một cái mà có lẽ tôi cũng thích thú lắm, đó là cái tree gossip. Tree gossip là một cái khu mà tượng đá được đứng sừng sững ở giữa đồng bằng, nhưng mà cái hình tượng đó là nó giống hệt như ba người phụ nữ. Người ta nói là tree gossip moment. Tree gossip, như tôi không muốn dùng cái chữ phụ nữ là nói như vậy có vẻ kỳ thị quá. Thành là kỳ thị phái nữ, nhưng mà có nghĩa là ba người đang châu đầu vào. Có nghĩa là đang to chuyện. Nhỏ, đang to nhỏ với nhau. Lắm chuyện thì không thể không biết, nhưng mà biết đang to nhỏ. Thành thường người ta gọi là tree gossip. Tức là thích nói những cái chuyện bà tám. Và tiếp theo cái đó thì là mình sẽ Tiếp theo cái đó thì nó có những cái Park Avenue, Monument Park. Thì có những cái giống như một cái đại lộ để chúng ta nhìn cái tất cả những cái hình dáng của những cái tảng núi, tảng đá được đứng sừng sững ở giữa đồng đó, nhưng mà nó giống như một cái hình, một cái avenue, tức là một cái đại lộ mà được xếp hàng chạy như vậy đó, thành nó cũng rất là đẹp lắm. Và sau đó thì phải nói thêm những cái North and South Window. Đối với tôi thì cái đó nó cũng rất là lạ, là khi mà tôi đứng đó để tôi thưởng ngoạn cái North South Window Monument đó, mình đi vào cái phía cửa bắc á thì mình chưa thấy gì, mình tưởng nó chỉ là một cái lỗ hổng, một cái máy vòm để đi qua thôi. Nhưng mà khi chúng ta đi qua cái máy vòm của phía bắc đó, chúng ta mới thấy rất là ngạc nhiên, nó có thêm một cái lỗ hổng nữa rất là đẹp. Và đứng từ xa chúng ta nhìn lại cửa bắc, cửa nam, cái máy vòm bắc, cái máy vòm nam á, nó làm giống hình như một con chim đại bàng vừa đang bay và đang xà xuống đất đó. Thành ra cái đó là cái hình ảnh mà tôi cho là chỉ khi nào chúng ta đứng ở đó chúng ta cảm nhận được thôi. Mình sẽ cảm thấy mình đang đi như thế này, Nhất Anh đang đi thẳng như thế này nhá. Nhất Anh chợt quay lưng lại và Nhất Anh khựng người, tại vì nó giống như một con đại bàng xà xuống sau lưng mình. Và rất là đẹp. Và đó là những cái đặc biệt của cái khu vực Monument Park. Thế tuy nhiên thì nói thêm, nó còn có thêm một cái landscape monument. Cái landscape monument này đó là một cái máy vòm rất là dài. Nó dài tới khoảng 80-90 mét nữa. Và nó rất là mỏng bên trên. Thành ra chúng ta nhìn thấy cái máy vòm đó, nó lạ. Cái thiết kế nó của thiên nhiên nó tạo cho nó một cái hình dáng rất là lạ. Mà chúng ta đến gần nó, hiện tại thì người ta đã cấm, người ta không cho du khách đến gần nữa. Cái lý do là cách đây ít năm đó, thì trên đó một cái tảng đá đó bị rơi xuống. Và giờ cái độ mỏng của bên trên của cái máy vòm rất là mỏng. Thành ra chưa biết lúc nào nó sập, nhưng chưa biết lúc nào nó có thể gọi là đổ xuống. Và đó cũng là một trong những cái nghệ thuật của thiên nhiên đã tạo hóa là dành cho một cái khu vực của cái National Park. Và có đến đó thì cái cảm nhận của tôi đó là tôi cảm nhận mình đứng ở giữa cái dưới máy vòm, nhìn cái mỏng của phía bên trên đỉnh đầu của nó, mình cảm thấy đời sống con người nó cũng mỏng manh như vậy, là chúng ta có thể còn đó. Và bất cứ một cái chuyện gì ở đây đâu, mình đâu có biết là mình lái xe mà phải không, vì rất là nhiều cái gọi là chung quanh, những cái bất ngờ ở chung quanh đời sống nó mỏng manh giống như cái đó, mình chưa biết lúc nào nó có thể thiên nhiên cho nó ngã xuống. Thành ra cái đó là cái mà nếu quý vị khán thính giả
có dịp mà muốn đi xem những cái thắng cảnh nổi tiếng của nước Mỹ thì Arch National Park là một trong những cái landscape, có nghĩa là một cái vùng đất chúng ta ở Mỹ chúng ta nên đến. Đó là một cái lịch một cái thắng cảnh thiên nhiên rất là tuyệt đẹp của nước Mỹ. Thì theo như anh được biết là trong cái National Art National Park đó thì có một cái địa, có một cái cảnh nữa mà rất là nổi tiếng mà đọc hồi đó đi học đó, thì được biết đó là cái Dedicated Arch, đúng không anh? Dedicated Arch. Dedicated Arch. Nói đến cái Dedicated Arch có nghĩa là cái mà nãy tôi có dịp nói đó, là cái máy vòm, cái Arch Monument đó, thì cái tên người ta gọi nó Dedicated Arch Monument, và đó là một trong những cái biểu tượng của tiểu bang Utah. Thành ra bây giờ chúng ta đi lên Utah đó, chúng ta nhìn cái bảng số xe đó, cái bảng số xe được dùng cái máy vòm đó, Dedicated Arch, đó là biểu tượng cho tiểu bang Utah. Utah thì là một cái tiểu bang tương đối là có thể lạnh về mùa đông. Thế tuy nhiên chúng tôi có dịp đến Utah vào cái mùa gần tháng 12 và thời tiết vẫn chưa có gì quá lạnh. Nhưng mà cái đẹp nhất của nó là trong cái chuyến đi mà tôi có dịp đến vào mùa đông đó, là tháng 12 thì Arch Monument thời tiết vẫn còn ấm áp. Nhưng mà khi trở về lại ra khỏi tiểu bang Utah đó, thì lên trên cái khu vực để vượt qua khỏi cái tiểu bang Utah là cả một cái vùng tuyết đã được đổ xuống, thành nó cái không gian mà cho chúng ta xem đó là ở một cái thời tiết nắng ấm phía dưới, và khi chúng ta lên trên một cái chỗ độ cao đó thì đó là một cái mùa đông, tuyết hai bên đường, thời tiết thay đổi. Không phải thay đổi, nhưng mà trên thì lạnh, ở bên dưới thì vẫn cho mình cái ấm áp. Thành thử mình có thể thưởng ngoạn được một lúc hai không gian, lúc hai season khác nhau, hai season khác nhau. Ở trên cao là mùa đông, ở bên dưới vẫn là mùa thu. Thành đó rất là đẹp. Rồi ngoài cái Dedicated Arch ra thì có mình, nếu mà mình đi sâu vào trong đó nữa thì nó sẽ còn có những gì nữa anh? Cái National Park, nếu là chúng ta để chúng ta có thể đi hết tất cả những cái thắng cảnh ở trong đó đó, thì cái thắng cảnh đó trong cái bản đồ mà chúng tôi có mặt trước mặt đây đó, thì nhất anh thấy đi từ vào bên trong và chúng ta có thể đi dọc lên qua những cái chỗ mà để thăm những cái thắng cảnh thì chúng ta có thể mất ít nhất một ngày. Đó, một ngày có nghĩa là chúng ta không có chi tiết lắm đó, chứ còn có nhiều cái chỗ chẳng hạn như cái Dedicated Arch. Đó, chúng ta vào nó, chúng ta đi ra thì chúng ta có thể mất 3 tiếng đồng hồ rồi. Thành thử một cái thời gian như vậy là hết một buổi rồi. Thành ra chúng ta còn đi ra đi thăm tất cả những cái đó, thành ra đến Arch National Park chúng ta có thể mất khoảng 2 ngày trời để chúng ta đi thưởng ngoạn tất cả những thắng cảnh ở trong đó, và tất cả mọi cái thắng cảnh đều xứng đáng để chúng ta xem cả. Chẳng hạn như có những cái khu núi giống như hình tượng con elephant and voi, rồi có những cái khu thì nó giống như là cả một cái vườn địa đàng, ta gọi là Garden of Eden, thành nó trông cả một cái vườn địa đàng. Rồi sau đó có những cái khu vườn thì nó gọi là vườn ngọa quỷ, thành thử có rất là nhiều nơi chốn để chúng ta có thể ngừng lại chụp hình và đi tản bộ hoặc đi dạo bộ. Thì Arch National Park thì đối với tôi là quá đẹp, quá perfect, tại vì tôi có dịp đi qua những cái national park khác, nhưng mà nếu mà so sánh thì Arch National Park vẫn là cái điểm để chúng ta có thể spend tốn 2 ngày đó mà chúng ta vẫn còn thích thú. Cái đặc biệt nữa là chúng ta đi vào cửa thì chúng ta sẽ tốn một cái lệ phí, là chúng ta trả cho một cái xe đó là mất $10 sẽ để vào cửa. Thế tuy nhiên thì nếu mà quý vị khán giả nào mà trên 65 tuổi hay 62 tuổi rồi đó, thì chúng ta được hưởng một cái đặc ân của cái Nano Park, có nghĩa là chúng ta chỉ cần trả 10 đồng cho lifetime. Thế có nghĩa là đi lần sau đó mình có cái thẻ vé đó mình vẫn đi vô lại được mà không phải trả tiền nữa. Hình như cái tip này ít ai được biết lắm, đúng không? Và hình như cái này lần đầu tiên anh được nghe mà như vậy cái này lần đầu tiên được nghe mà cái này là mình mua chỉ một lần 10 đồng nhưng mà được lifetime cho những lần sau. Đúng vậy. Mà ở chỉ có dĩ nhiên là mình ở trên với số tuổi nào đó. Nếu tôi nhớ không lầm là 62. Thì lúc cái đó là National Park ở Arch mới có hay là những chỗ khác đều như vậy, hay chỉ có tôi nghĩ park? Chắc là mấy National Park khác đều có những cái program như vậy. Thành ra quý vị khán giả khi đi thăm các National Park của Hoa Kỳ thì chúng ta nhớ hỏi qua những cái thủ tục đó, vì đó là quyền lợi của mình. Thế tuy nhiên thì muốn để biết thêm về các Dedicated Arch
hoặc là tất cả những cái khu vực xung quanh trong cái National Park nổi tiếng của Hoa Kỳ. Và cũng thưa quý vị và các bạn, thì chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng do Nhất Anh phụ trách đến đây cũng xin được tạm dừng. Hẹn quý vị khán giả trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.